Xin chào các bạn, mình là Bạch Dương. Các bạn hãy bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về phong thủy nhé. Bạn đang phân vân về việc lựa chọn vòng tay đá phong thủy nào cho chính mình hay cho những người thân yêu? Qua video này, mình sẽ cung cấp cho các bạn một số thông tin hữu ích về màu sắc cũng như loại vòng tay đá nào sẽ hợp bản mệnh và tốt nhất cho người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 dựa trên quy luật tương sinh, tương khắc của ngũ hành. Người xưa có câu, nhất vận, nhì mệnh, tam phong thủy, tứ gia tiên, ngũ đèn sách. Qua đó ta có thể thấy rằng phong thủy có một vai trò vô cùng to lớn, có tác dụng hỗ trợ, cải tiến vận mệnh cho chủ nhân. Việc lựa chọn và đeo các loại vòng tay đá phong thủy hay các loại trang sức đá phong thủy tự nhiên hợp bản mệnh sẽ mang lại nhiều may mắn, sức khỏe, tài lộc và hạnh phúc cho gia chủ. Người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 có ngũ hành nạp âm là Bích Thượng Thổ sẽ hợp nhất với các màu tương sinh cho bản mệnh, sau đó là các màu tương hợp. Theo quy luật tương sinh thì hỏa sinh thổ, vì vậy các bạn nên sử dụng các mẫu vòng tay đá có các màu sắc tượng trưng cho hành hỏa là màu đỏ, tím, hồng, cam sẽ giúp kích thích năng lượng bản mệnh phát triển. Ngoài ra, theo quy luật tương hợp thì các màu vàng, nâu đất thuộc mệnh thổ cũng rất tốt cho người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 sẽ giúp bổ sung nguồn năng lượng cho chính bản mệnh của mình, từ đó lôi kéo cát khí mang lại may mắn. Đối lập với quy luật tương sinh là sự tương khắc. Theo quy luật tương khắc thì mộc khắc thổ, vì vậy các bạn không nên sử dụng các loại vòng tay đá có các màu sắc tượng trưng cho hành mộc là màu xanh lục để tránh sự hủy diệt và hao mòn. Căn cứ vào những quy luật tương sinh, tương khắc này thì những người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 đã có thể phần nào lựa chọn được các mẫu vòng tay đá hợp bản mệnh tốt nhất cho mình rồi đúng không? Để biết rõ hơn đó là loại vòng tay nào cũng như công dụng của chúng ra sao thì các bạn hãy cùng mình đi tìm hiểu qua video sau nhé! Vòng tay đá thạch anh mắt hổ vàng tâm. Đá thạch anh mắt hổ vàng tâm tượng trưng cho sự tối cao, quyền lực tối thượng và thành đạt. Những người có dự định lớn, ấp ủ nhưng không dám thực hiện, đeo vòng tay đá thạch anh mắt hổ vàng tâm sẽ giúp kích thích lòng dũng cảm, hành động mạnh mẽ, dứt khoát để đạt được mục tiêu. Vòng đeo tay đá mắt hổ vàng tâm sẽ giúp người đeo xóa bỏ được những nỗi sợ vô hình, những lo lắng, bồn chồn vô cớ. Đúng như tên gọi của nó, đá mắt hổ vàng tâm luôn tượng trưng cho sự dũng mãnh, uy quyền. Một nghiên cứu về đá phong thủy cho thấy, đá mắt hổ vàng tâm sẽ mang lại sự giàu có, may mắn và thành đạt cho người chủ. Vòng tay đá thạch anh tóc đỏ là loại đá phong thủy tốt nhất, có tác dụng phong thủy mạnh nhất. Việc đeo vòng tay đá thạch anh tóc đỏ giúp cải thiện được khả năng tự tin của người đeo, tâm trí được khai thông, tinh thần minh mẫn, sáng suốt hơn. Vì thế mà người đeo loại vòng này có thể dễ dàng vượt qua được những thách thức trong cuộc sống để giải quyết nhanh gọn mọi vấn đề. Đây là một trong những loại vòng mang nguồn năng lượng tuyệt vời, có thể giúp hấp thu những nguồn năng lượng tích cực và đẩy lùi những nguồn năng lượng xấu, từ đó giúp mang đến may mắn, tài lộc cho người sở hữu. Vòng tay đá thạch anh hồng. Theo các chuyên gia phong thủy, vòng đá thạch anh hồng tượng trưng cho tình yêu nồng nàn, không chỉ giúp đem lại may mắn về tình duyên cho các cặp đôi mà còn có tác dụng tốt trong việc duy trì mối quan hệ hòa thuận, hạnh phúc của các cặp vợ chồng. Về mặt sức khỏe, thạch anh hồng có tác dụng rất tốt cho hệ thần kinh và tim mạch, giúp loại trừ mệt nhọc ra khỏi cơ thể, giảm áp lực, căng thẳng, tăng cường sức khỏe cho người đeo. Khi đeo vòng tay đá thạch anh hồng có khả năng tăng cường sự tự tin, khả năng sáng tạo cho con người, có ý nghĩa đặc biệt với các nhà kinh doanh, làm ăn, giúp việc buôn bán có duyên, giảm tính đa nghi của khách hàng, từ đó thuận lợi hơn trong việc kinh doanh. Ngoài những sự lựa chọn trên thì các bạn còn có thể sử dụng các mẫu vòng tay đá như vòng tay đá thạch anh tóc vàng,
Vòng tay đá agate đỏ. Vòng tay đá thạch anh vàng. Vòng tay đá thạch anh tím. Vòng tay đá agate vàng. Như vậy, qua video này thì những người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 đã có thể dễ dàng lựa chọn được cho mình các mẫu vòng tay đá phong thủy vừa hợp thời trang lại hợp bản mệnh tốt nhất cho mình rồi đúng không? Trong cuộc sống hiện đại ngày nay thì việc lựa chọn và tìm mua các mẫu vòng tay đá phong thủy đã không còn quá khó khăn với mọi người. Tuy nhiên, để tìm được một địa chỉ uy tín, tin cậy, mang đến cho bạn các mẫu vòng tay đá có chất lượng tốt thì chúng ta cần phải xem xét kỹ, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái hay các mẫu vòng tay từ đá kém chất lượng sẽ không đem lại hiệu quả cao. Hiện tại, hệ thống cửa hàng đá quý phong thủy Thạch Linh bên mình có cung cấp rất nhiều mẫu vòng tay đá tự nhiên có chất lượng tốt cho người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, các bạn hãy liên hệ theo số hotline 0986 707 892 hoặc 091 199 8682 để được tư vấn miễn phí. Đặc biệt, khi mua các mẫu vòng tay đá tại hệ thống bên mình thì các bạn sẽ được miễn phí làm lễ trì chú vật phẩm. Thứ hai, các bạn được miễn phí gửi hàng về tận nhà. Thứ ba, về chế độ bảo hành của hệ thống bên mình cho các mẫu vòng tay đá lên đến 1 năm đổi trả nếu phát hiện lỗi về chất lượng sản phẩm. Với những kiến thức và kinh nghiệm dày dặn, khi đã tư vấn cho hàng triệu khách hàng, đá quý phong thủy Thạch Linh luôn vững tin là địa chỉ số 1 để bạn trao niềm tin, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn giá trị. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, các bạn hãy bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.